Chào các bạn, sa nhân là dược liệu được sử dụng khá nhiều trong đông y, chữa các chứng đau bụng, đề hơi, ăn uống khó tiêu, là loại cây mọc hoang ở nhiều nơi nhưng khá hữu ích đối với sức khỏe chúng ta. Cùng Thảo Dược Thanh Bình tìm hiểu thêm về loại thảo dược này nhé. Sa nhân là loại cây thân thảo, khi trưởng thành cao khoảng 2-3 mét, lá mọc so le nhau, phiến lá hình trái xoan, hoa mọc thành chùm và có màu trắng đốm tía, quả có hình tròn hoặc hình trứng, cuống có gai. Rễ sa nhân không phát triển thành củ như củ thuộc họ rừng. Công dụng của sa nhân, theo y học cổ truyền thì sa nhân có mùi thơm, vị cay, có tính ôn. Sa nhân quy vào kinh tỳ, vị, thận, có tác dụng hành khí, hóa thấp, kháng khuẩn, giảm đau. Ngoài ra, dược liệu này còn có thể dùng để trị các chứng đau bụng, đề hơi, khó tiêu, trị tiêu chảy, cùng một số bệnh lý khác liên quan đến dạ dày. Trong trường hợp chân tay đau nhức, đau cơ bắp hoặc bị phong thấp, đau dây thần kinh liên sườn cũng có thể sử dụng sa nhân. Cách dùng sa nhân hiệu quả nhất. Sa nhân có nhiều cách dùng khác nhau, có thể ngâm rượu, tán bột, sắc uống, có thể kết hợp với nhiều loại dược liệu khác. Liều dùng sa nhân được khuyên dùng thông thường là 3-6 gram mỗi ngày. Một số bài thuốc dùng sa nhân. Bài thuốc chữa chứng đầy hơi khó tiêu, buồn nôn, sử dụng sa nhân, bạch chuột, mỗi vị 4 gram, mộc hương, chỉ thật, mỗi vị 6 gram, đem các vị thuốc tán bột mịn, dùng nước sắc bạc hà cùng rạo, để lấy nước trộn với bột mịn để làm thành hoàng viên nặng khoảng 0,25 gram. Mỗi ngày uống 2-3 viên cùng với nước ấm là tốt nhất. Bài thuốc chữa chứng thai nghén, thai phụ hay nôn. Sử dụng sa nhân, hương phụ, mỗi vị 4 gram, 6 gram ít mẫu, rễ rai 8 gram, mầm cây mía 10 gram, sắc thang thuốc trên cùng với 400ml nước, sắc cạn còn 100ml. Chia thuốc thành 2 lần uống mỗi ngày, nên uống khi thuốc còn nóng. Nếu thuốc nguội nên hâm nóng trước khi uống, sử dụng liên tục 5 ngày. Trên màn hình là sản phẩm sa nhân của Thảo Dược Thanh Bình. Các bạn muốn mua hàng trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đến địa chỉ 608 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ hotline 0931 665 345 hoặc 0963 665 345. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Đừng quên chia sẻ video bổ ích này đến với mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.